Chào toàn thể các bác làm thợ đánh rắn nhé, đặc biệt là các bác làm thợ đánh rắn bằng lưới tăng hình ạ. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin tổng hợp cho các bác là về cái mẫu lưới đánh rắn 4 phân và mẫu lưới đánh rắn mắt 5 phân. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái dòng lưới đánh rắn này, em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán này. Bác nào đang nhu cầu sử dụng thì liên hệ cho em nhé, qua số điện thoại em để góc màn hình video. Các bác điện đến thì bên cơ sở là lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn bây giờ thì đi vào giới thiệu chi tiết về cái tay lưới rắn 4 phân trước nhé. Lưới rắn 4 phân này thì các bác mua về là chúng ta sẽ đánh là những cái con rắn từ 3 lạng rưỡi cho tới là tầm khoảng 2 cân rưỡi thì chúng ta đánh trên mắt lưới 4 phân. Con chiều cao bên cơ sở làm cho các bác là 50cm. 50cm chuẩn nhé. Đối với cái hàng này thì anh em thợ miền Bắc là đang đặt khá nhiều, bởi vì trong cái giai đoạn này rắn nó vừa ngủ đông xong ấy, thì cái thể loại rắn ráo này, rắn hổ châu này, rắn cặp long, cặp ly này, đấy, rắn hổ hành thì nó đang đi ăn khá là mạnh, cũng như là cái mắt lưới 4 phân này là cái mắt nó vừa tầm. Đấy thì những con rắn đầu nhỏ thì chúng ta sẽ đánh. Còn mắt lưới 4 phân này thì anh em ước lượng nhé, cái ngón tay cái của mình cho vào ấy, thì nó sẽ lọt qua này. Đấy, nó khá là rộng. Đấy thì chúng ta sẽ đánh những cái con rắn từ 3 cân rưỡi cho tới là tầm khoảng 2 cân rưỡi trên cái mẫu lưới rắn 4 phân này. Cái dòng lưới này thì chiều dài của nó thì trên cơ sở là hoàn thiện cho anh em là chiều dài là 10m với cả chiều dài là 20m nhé. Đấy, ví dụ anh em bãi hẹp thì chúng ta căn đánh làm sao cho nó chuẩn để chúng ta đánh 10m. Còn ví dụ anh em đánh bãi rộng thì chúng ta sẽ đánh tầm khoảng 20m là ok. Còn đối với dòng lưới 4 phân này thì bên cơ sở đang tích cực làm khá nhiều đấy, các bác đang đặt nhiều. Và cái màu nước nhuộm của nó thì bên cơ sở là thiết kế nhuộm cho các bác là cái màu lá cây cỏ khô thì nó sẽ tăng độ tăng hình hơn khá nhiều. Còn đối với cái dòng lưới này thì sợi lưới của nó là sợi ba nhé. Đấy, ưu điểm của sợi ba này khi anh em đánh con rắn ấy, thì độ bám dính nó sẽ tốt, và cái thứ hai nữa nó sẽ không gây ra là cho con rắn là bị sức người. Đấy, đối với cái sợi lưới ba này. Còn ngoài thị trường thì người ta chỉ làm bán sợi 4, nó sợi 4 thô lắm các bạn. Các bác mua về nhìn nó cụm tay nó rất là thô, và đánh con rắn thường thường nó chạm đầu phát nó lại bay lại. Đấy, tỷ lệ được những con rắn to rất là ít. Còn dây diềm ở bên trên đây thì bên cơ sở là thiết kế cho các bác là dây diềm chỉ cào nhé. Đấy, dây diềm chỉ cào này thì nó bền lắm. Đấy, và cái thứ hai nữa là thắt chống sâu bên trên hết rồi. Ví dụ anh em mua 10m về dùng hết 5m, chúng ta cắt 5m ra. Đấy, chỉ sử dụng 5m thôi thì lưới nó cũng không bị sâu. Đấy, và đây này, toàn bộ lưới thì đã được luồn rất là cẩn thận. Đấy, còn dây diềm của nó thì chạy toàn bộ là dây diềm đôi hết anh em nhé. Đấy, dây diềm đôi bên trên này. Đấy, cực kỳ là ok để cho các bác đánh luôn. Đấy, còn lưới này đánh thì nó đơn giản thôi. Đấy, bó ví dụ như đây là cái bó 10m này, thì bên cơ sở là sẽ cắt đủ 10m cho các bác, và các bác ra từng đầu một. Đấy, đánh lên cọc là chúng ta quánh thôi. Đấy, còn về mắt lưới 5 phân thì đánh những con rắn lớn hơn một chút, thì đây là lưới 5 phân này. Lưới 5 phân này thì anh em mua về là sẽ đánh những con rắn là từ tầm khoảng 7 lạng cho tới tầm khoảng 3 cân rưỡi. Đấy, thì đây là cái dòng lưới mà săn những con rắn lớn. Đấy, đặc biệt là con hổ châu hoặc là con hổ ma. Đấy, con hổ châu trong miền Nam mình gọi là con hổ vện. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái dòng lưới mắt 5 phân. Đấy, dòng lưới 5 phân thì lỗ nó to lắm các bác. Các bác ướm đầu ngón chân cái của mình là lọt với cả cái lưới mắt 5 phân đấy, lỗ đấy. Đấy, và sợi lưới vẫn là sợi 3 và chiều cao lưới thì vẫn là 50. Đối với hàng 5 phân này thì nó có khổ 10, khổ 20m. Còn anh em săn hàng ấy thì bắt buộc là phải dùng những cái lưới mắt to. Đấy, dùng lưới mắt to thì chúng ta sẽ đánh được những con rắn lớn. Đấy, con số lượng lưới rắn thì bên cơ sở bán nhiều lắm, bởi vì bên em là gửi hàng toàn cả nước luôn. Đấy, các bác ở tỉnh thành nào thì chúng ta nhận được hàng. Đấy, và khi nhận hàng thì chúng ta kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên là các bác cứ yên tâm nhé. Đấy, số điện thoại mua lưới thì em để ở góc màn hình video ấy. Còn bây giờ chào các bác ạ.